sau khi xuất hiện ca dương tính COVID-19 tại xã Lũng Hòa và một sao, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng huyện ủy, Ủy ban nhân dân ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo quyết liệt các ngành, các địa phương thần tốc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần các ca F0 và tiến hành xét nghiệm cộng đồng với phương châm nhanh hơn, thần tốc hơn. Nhận định đây là dịch được đánh giá là hết sức phức tạp, lịch trình di chuyển, tiếp xúc của F0 dày đặc, nguồn lây khó xác định, địa bàn xảy ra dịch có hoạt động dịch vụ, thương mại sôi động, huyện ủy Ủy ban nhân dân ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện đã và đang chỉ đạo sâu sát các ngành chức năng, các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ lực lượng công an, y tế truy vết, lấy mẫu và giúp đỡ, cung cấp cho nhân dân khu vực phong tỏa các nhu yếu phẩm cần thiết. Liên quan đến chùm ca bệnh tại Lũng Hòa và Mù Sao, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu 100% các địa phương khẩn cấp khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Đơn cử như ngày 18 tháng 11 thị trấn Thổ Tang đã ra quân lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid toàn dân khoảng 5.000 hộ. Các xã, thị trấn đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho lớp có cô giáo và học sinh tiếp xúc trực tiếp với F0. Đẩy mạnh truy vết thần tốc các trường hợp liên quan đến các ca F0 và các trường hợp có yếu tố dịch tế liên quan.